chưa nhận nổi cứu chị, mắc kẹt rồi, chưa nhận nổi. Con Lan này. Cứu chị ra. Chị đi kiểu
Trời ơi, con máu con siêu nhân đi chơi. Nó đi nhà máu mà nó lại máu. Thế đi chết cực luôn ấy. Tụi bé ăn giỏi có được đi bao giờ đâu. Em được đi rồi nên em chán rồi. Ôi, em được đi rồi em chán rồi á. Này á, xong chưa cái hố này á? Ừ. Không chưa nữa. Đi xuống đây. Tụi bé đi xem cổng chuột, em chỉ thích cổng chuột con. Xuống đi, em chưa vào đây gì? Không, em đi làm nào? Con siêu nhân á, chị không ngờ siêu nhân lại nhát vậy ấy. Con này đi thích mà. Em đi từ bé rồi nhưng mà em vẫn em thấy quen. Thế à? Con nhện kìa. Đâu nhện đâu? Chị kìa. À đúng rồi, chị em mình cùng nhau bò vào hang nhện đi. Mẹ nó mua cho nó ăn nào.
Cắn thử cái xem nào. Siêu nhân, đây là kẹo đất mà. Trời ơi, tao chả buồn cho ăn kẹo đất. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.